Hello mọi người đến với kênh Sera Vlog. Hôm nay thì em vừa mới đi rừng về và chia sẻ với mọi người một cái lô nấm lim xanh cực kỳ là đẹp luôn. Lô nấm này là bà con đi hái ở trong rừng già con tum. Và nhìn như thế này đấy, mỗi một rổ to đùng như thế này, rất là nhiều như thế này, đã phơi khô như thế này. Chỉ nặng có 1 kg, vỏn vẹn có 1 kg thôi mọi người. Và cả một cái mẹt to như bên này nè. Đó, cũng chỉ có 1 kg thôi. Và tổng thể đây cũng chỉ 2 kg mọi người, không có nhiều đâu mọi người. Những cái tay nấm rất là to, sau khi phơi nó teo lại còn như thế này mà. Chứ ban đầu nó rất là to nha mọi người. Và đây là cái lô nấm phải nói là cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp. Nấm lim xanh thì mọi người biết rồi, lên Google là biết tác dụng của nó rồi. Đặc biệt là nó hỗ trợ điều trị ung thư, hỗ trợ trong cái quá trình chăm sóc bệnh nhân ung thư, khắc tinh của các cái tế bào ung thư, kìm hãm cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái này là mình không nói suông mà mọi người lên Google là biết, nấm lim xanh. Và những cái lô nấm lim xanh rừng tự nhiên ấy, nó có cái dược tính rất là tốt, rất là cao. Ngoài ra đối với người bình thường nó hỗ trợ điều hòa huyết áp, nó triệt tiêu mỡ trong máu, gan nhiễm mỡ, vân vân. Đặc biệt là những người sau mới ốm dậy thì chúng ta cắt cái tay nấm này, chúng ta rửa sạch, sau đó chúng ta sắc lát và chúng ta hãm với uống như uống trà, hoặc là chúng ta đun lên, đều tốt như nhau. Đây nấm rừng rất là đẹp mọi người, có cây dài này, đó có cây dài ngoằn này, đó, có cây thì lùn xỉn này, đó, có cây to này, có cây to hơn này, có cây nhỏ này, đó. Bà con người ta gặp một bãi là người ta hái không xa đâu mọi người. Cái tai nấm này nó già rồi, nó sẽ rụng cái bao tử ở phía sau này này, nó rụng xuống đất, là mùa sau lại có thôi chứ không lo. Đó. Một cái rổ này có 1 kg, lâu lâu mới có. Mọi người đừng có bỏ lỡ nha, chắc chắn là nhiều người đang tìm cái nấm lim xanh này. Nấm lim xanh chúng ta mua 1 kg là chúng ta dùng tẹt ga thoải mái, có thể chia sẻ cho bạn bè, cho người thân rồi. Và nhìn thế này nó thật ra có 2 kg mà, đây khoảng 1 kg, kia khoảng 1 kg là hết sạch, mình không còn gì nữa. Có thì cũng đã mang ra để bán cho mọi người nha, không có nhiều đâu để mà nhận, cho nên là anh em nào mua thì chúng ta chốt nhanh nhé. Rồi xin chào tất cả mọi người.